Thầy chào các em học sinh trường trung học cơ sở Chu Lan, quận 11. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em một chủ đề về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song. Đầu tiên chúng ta phải ôn lại một số kiến thức. Thứ nhất là về cường độ dòng điện. Cường độ dòng điện cho biết độ mạnh yếu của dòng điện. Và cường độ dòng điện được ký hiệu bằng chữ I ngắn viết hoa. Cường độ dòng điện có đơn vị là ampere và ký hiệu là chữ A viết hoa. Thứ hai là về hiệu điện thế. Thì nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế. Hiệu điện thế được ký hiệu bằng chữ U viết hoa và đơn vị của hiệu điện thế là volt. Ký hiệu là chữ V viết hoa. Chúng ta sang đoạn mạch mắc nối tiếp. Đây là một đoạn mạch mắc nối tiếp. Chúng ta sẽ có bóng đèn 1 mắc nối tiếp với bóng đèn 2. Thì trong đoạn mạch mắc nối tiếp gồm hai bóng đèn 1 và bóng đèn 2 thì chúng ta sẽ có cường độ dòng điện bằng nhau và tại các giá trị khác nhau của mạch. Có nghĩa là cường độ dòng điện trong mạch sẽ bằng cường độ dòng điện của bóng đèn 1 và bằng cường độ dòng điện của bóng đèn 2. Thầy gọi cường độ dòng điện trong mạch là I và cường độ dòng điện của bóng đèn 1 là I1, cường độ dòng điện của bóng đèn 2 là I2. Như vậy I sẽ bằng I1 bằng I2. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế của mỗi đèn. Thì trong đoạn mạch mắc nối tiếp thì hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện, có nghĩa là hiệu thế nguồn, sẽ bằng tổng hiệu điện thế của bóng đèn 1 và bóng đèn 2. Thì thầy gọi U là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. U1 là hiệu điện thế của bóng đèn 1 và U2 là hiệu điện thế của bóng đèn 2. Như vậy U sẽ bằng U1 cộng U2. Chúng ta sang đoạn mạch mắc song song. Thì đây là bóng đèn 1 đã được mắc song song với bóng đèn 2. Thì trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song thì chúng ta sẽ có hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng nhau, có nghĩa U nguồn sẽ bằng hiệu điện thế của bóng đèn 1 bằng hiệu điện thế của bóng đèn 2. U bằng U1 bằng U2. Và cường độ dòng điện chạy trong mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện qua một bóng đèn, có nghĩa là cường độ dòng điện trong mạch sẽ bằng tổng cường độ dòng điện của bóng đèn 1 cộng với cường độ dòng điện của bóng đèn 2. Như vậy trong đoạn mạch mắc nối tiếp thì I bằng I1 bằng I2 bằng IN. Ví dụ chúng ta có hai bóng đèn và có nhiều bóng đèn thì trong đoạn mạch mắc nối tiếp cường độ dòng điện sẽ bằng nhau và hiệu điện thế của nguồn sẽ bằng tổng các hiệu điện thế của các bóng đèn U1 cộng U2 cộng UN. N là số bóng đèn. Và ngược lại trong đoạn mạch mắc nối tiếp thì chúng ta có đoạn mạch song song. Mạch song song thì hiệu điện thế của nguồn sẽ bằng các hiệu điện thế của mỗi bóng đèn bằng nhau. U sẽ bằng U1 bằng U2 bằng UN. Và cường độ dòng điện của trong mạch sẽ bằng tổng các cường độ dòng điện của các bóng đèn I1 cộng I2 cộng IN. Sau đây chúng ta sẽ vào một số bài tập thực tế. Bài thứ nhất, cho mạch điện gồm hai đèn 1 và đèn 2 mắc song song vào một nguồn điện 6V. Biết cường độ dòng điện qua đèn 1 là 0,35A. Cường độ dòng điện trong mạch chính là 0,5A. Chúng ta tính. Câu A, hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 1 và hai đầu đèn 2. Câu B, cường độ dòng điện qua đèn 2. Thì để làm được bài này chúng ta phải nhớ trong đoạn mạch mắc song song thì hiệu điện thế tính như thế nào,
cường lưu dòng điện tính như thế nào. Đây thầy đã tóm tắt cho chúng ta. Ở đây là đèn 1 mắt song song với đèn 2. U bằng 6V, Y bằng 0,5A và Y1 bằng 0,35A. Chúng ta tính hiệu thế của bóng đèn 1, hiệu thế của bóng đèn 2 và cường độ dòng điện của bóng đèn 2. Đây là bài làm. Ta có hai đèn mắt song song. Suy ra hiệu thế của đèn 1 bằng hiệu thế trên đèn 2 và bằng hiệu thế của nguồn, có nghĩa là U bằng U1 bằng U2 và bằng 6V. Đây 6V. Như vậy hiệu thế giữa hai đầu đèn 1 bằng 6V và hiệu thế giữa hai đầu đèn 2 cũng bằng 6V. Câu B, ta có cường độ dòng điện trong mạch chính. Y sẽ bằng tổng các cường độ dòng điện của các bóng đèn, Y bằng Y1 cộng Y2. Chúng ta chỉ việc thay số vào. Như vậy cường độ dòng điện của đèn 2 sẽ bằng Y trừ Y1 0,5 trừ 0,35 bằng 0,15A. Như vậy cường độ dòng điện qua đèn 2 là bằng 0,15A. Tiếp theo chúng ta sang bài thứ 2. Cho mạch điện gồm hai đèn mắt nối tiếp vào một nguồn điện 12V. Biết cường độ dòng điện qua đèn 1 là 0,35A. Chúng ta hãy tính. Câu A, cường độ dòng điện qua đèn 2. Câu B, nếu hiệu điện thế qua đèn 2 là 5,6V thì hiệu điện thế qua đèn 1 là bao nhiêu? Thì thầy cũng đã tóm tắt. Chúng ta có đèn 1 mắc nối tiếp với đèn 2 và có U nguồn bằng 12V. Y1 là cường độ dòng điện của bóng đèn 1 bằng 0,35A và hiệu điện thế của bóng đèn 2 bằng 5,6V. Và chúng ta tính cường độ dòng điện của bóng đèn 2 và hiệu điện thế của bóng đèn 1. Đây là bài làm như sau. Vì đây là đoạn mạch mắc nối tiếp nên ta sẽ có Y bằng Y1 bằng Y2, U bằng U1 cộng U2. Nên suy ra câu A, cường độ dòng điện qua đèn 2 Y2 bằng 0,35A. Đây sẽ bằng Y1. Cường độ dòng điện bằng nhau. Câu B, hiệu điện thế qua đèn 1 là ta biết được U bằng U1 cộng U2, từ đó suy ra U1 bằng U trừ U2. Ta thay số vào đã tìm được hiệu điện thế qua đèn 1 là 6,4V. Bài số 3, mắc 3 bóng đèn nối tiếp với nhau vào một hiệu điện thế 12V. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn 1 là 2V. Hiệu điện thế của hai đầu bóng đèn 2 là 4V. Chúng ta sẽ tìm hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn 3. Thì thầy công tắc như sau. Chúng ta có đèn 1, đèn 2, đèn 3 mắc nối tiếp. U nguồn bằng 12V, U1 bằng 2V và U2 bằng 4V. Chúng ta tìm U3. Rồi bây giờ là bài làm. Vì đây là mạch mắc nối tiếp nên ta sẽ có U nguồn bằng tổng các hiệu thế của các bóng đèn, U bằng U1 cộng U2 cộng U3. Từ đó suy ra U3 bằng U trừ U1 cộng U2. Và thay số vào, U3 sẽ bằng 12 trừ mở ngoặc 2 cộng 4 bằng 6V. Như vậy để làm được một số bài toán về tính hiệu điện thế và cường độ dòng điện thì chúng ta phải biết được đó là đoạn mạch mắc nối tiếp hay đoạn mạch mắc song song, thì từ đó chúng ta phải nhớ được công thức tính của hiệu điện thế và cường độ dòng điện. Thầy đã hướng dẫn cho các em xong chủ đề tính hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch mắc nối tiếp và mạch song song. Chúc các em nhiều sức khỏe. Xin chào các em.